Thank you.
đấu tiếp theo trận số 2, đồng ngược nam giữa Lâm Đồng và Bắc Giang trận đôi thứ hai, Công Hải Quang Huy để trận đấu Lâm Đồng, Hoàng Bách Quốc Khánh để trận đấu Bắc Giang. Điều hành trận đấu trên vị chính Duy Thắng và trao cầu Kiều Anh Tuấn. Mời đội tuyển ngoài sân 2 điều hành trận đấu. Trên sân số 3, đồng đội Hà Nội và Bắc Ninh trận đôi thứ hai, Chí Đức Tuấn Anh để tiền đội Hà Nội, Xuân Hưng Trung Đức để tiền đội Bắc Ninh. Điều hành trận đấu thuộc về chính Phan Toán, người đau cầu Anh Tuấn.